Quay trở lại với video tiếp theo của Huy. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì Huy cùng với Hùng và Tân đi ra ngoài bầu trời để bắt cá. Nhưng mà ra cái nhìn thấy cái cảnh này là bất ngờ luôn à. Nước nó quá nhiều đi. Mình nghĩ là cái thời gian này là người ta không có vô nước nữa rồi, mà tại sao lại nước vẫn còn rất là nhiều, cho nên là không thể nào mà tét cá được. Thường vào cái mùa này là lúa chín thì họ sẽ không cho nước vào bên trong ruộng nữa, để khi mà gặt thì máy móc sẽ xuống dễ hơn. Cho nên là thôi, nếu mà không có cá thì mình sẽ chuyển sang cái món khác, đó là ốc. Đi bắt ốc. Cái chỗ này là nước nó tràn bờ luôn, cho nên là dễ thấy ốc. Mình chủ yếu là tập trung ở phía cuối kia, còn đây là ở cái đoạn đầu thôi. Tính là bữa đây ra khai trương mấy cái công cụ dụng cụ như Tân đang cầm kìa. Tân cầm gì vậy Tân? Rổ. Để xúc cá. Đây, thấy không? Đây luôn rồi. Bây giờ tụi mình sẽ chia ra. Chia ra ngược một hướng đi bắt. Wow. Mấy mình gỡ cái này ở đây được. Được luôn. Ừ, hay là mình gỡ dép lại đây hơn. Trên nước này là chắc chắn khả năng là đi hốt chỗ không có được rồi. Nước lớn quá nên không hốt chỗ được. Vậy là cái điều mà tụi mình lo lắng thì đã giải quyết rồi. Tức là anh Hải ảnh sẽ về sớm hơn, cho nên là khả năng là ngày mai, ngày mốt là thứ năm thì anh sẽ về trước thứ năm đó mọi người. Anh về trước thứ năm thì vẫn còn cơ hội đóng nước để cho anh bắt cá. Cái gì? Đâu? Đâu? Ui, hai em này. Wow. Vàng, đúng lóng bu vàng luôn này. Nè, đó, ốc bưu vàng này. Thì hôm bữa thì anh hai cũng có nói là ốc bưu vàng này xuất xứ từ Thái Lan, là nó giống y như là cái con trai vàng trai Thái Lan bự như vậy này, là cũng xuất xứ từ Thái Lan á. Cho nên là những cái ốc này mình cũng đừng có nghĩ là Trung Quốc cứ đem qua thả bên mình cho nó gây hại nha, cũng không phải lắm. Cái mùa này là ốc nó toàn là đi cặp với nhau không à, để nó sinh sản á. Cái này tiếc quá, mấy bạn nữ hôm nay chưa có lên, cho nên là nếu mà có mấy bạn nữ nữa chắc mấy bạn
bắt tới chiều luôn mới chịu về. Ui, thấy chưa, đã không, nghe cái tiếng là thấy phê à. Chắc là hôm nay mình sẽ đổi món, chứ mình làm nhiều cái món ốc lắm rồi, mình bắt ốc cũng khá là nhiều video. Và chắc là mình sẽ làm cái món ốc bu nướng trâu. Mình thấy cái món đó cũng hơi lạ lạ, mà mình nghĩ là nó sẽ ngon á. Tại vì trước giờ nè, nướng sa tế, nướng muối ớt, nướng sả ớt rồi nướng bình thường không à, nướng mọi rồi chấm với lại muối tiêu chanh hay là muối ớt á. Nhưng mà bữa đây mình thử mình nướng trâu xem như thế nào, vì cái vị trâu á nó sẽ đánh bay cái mùi tanh của ốc á, cái mùi sình á, ăn nó sẽ ngon á, mình nghĩ được á. Rồi bây giờ tụi mình sẽ tranh thủ đi bắt đi, ra về phía cuối kia mình nghĩ về đó sẽ có nhiều hơn. Đây đám này lúc trước là bắt nhiều lắm này. Hồi xưa mà lúc những cái tập mà đầu tiên mà Hy ra về đây Hy bắt ốc á, nhiều lắm cái đám này. Tại vì khi người ta trồng á, nó bị thất thoát hết một cái phỉnh trống như thế này này, ốc nó vô nó sinh sản rất là nhiều. Nhưng mà sau đợt này thì mình thấy hình như nó lại giảm ta, nó lại giảm ít lại, không còn nhiều nữa. Đợt trước là ốc toàn là khổng lồ không à, to 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 mà nhiều lắm. Trong này mát nó ở đây nhiều sao á. Mùi cá nhiều. Thank you.
Tin đúng mà. Cái gì đâu đúng. Không, mình tao chưa đóng kinh từ nãy giờ là cái kia đã xong rồi. Ờ hai thằng làm xong chưa? Ờ đất cái gì mà mò nãy giờ đây. Tính hả? Tính sao? Tính xong làm không được chi thì chi đồ nữa chứ bộ. Đâu đi. Trời ơi, dạ bây giờ cắt 40 đó, tính nữa tao 10 giờ luôn á. 42 rồi đâu. Đưa đây. Đâu? Cái này nó cong là cứ bỏ. Cắt mai xong. Ráng cho xong rồi chiều đây làm bữa cơm ăn. Nhưng mà có làm mà. Sì làm gì nằm ngay cái lưu vậy sư sì. Tập cái nghiệp nó mới bể à bạn. Cài cài. Đóng ghê ta. Mấy cái cây xanh nó không có tét hả? Chờ lấy tay ra. Chị ơi. Xả xíu nữa. Này. Ôi này. Cút. Gì vậy trời? Nó không sao từ khi xuất hiện. Là, có sao. Làm có sao liền. Cú đây nó phải nhẹ nhàng với nó. Chính xe. Mạnh đỡ với nó cho chuột chút tay. Đúng rồi.
chưa? Đây. Rồi, ra trước đạp đổ nha. Ây da, mình phải đem ra đây review cho khán giả xem mới được. À. Nặng á. Rồi. Đây. Đây. Thì xin chào tất cả mọi người. Thì đây là cái như là cái kệ, cái kẹt rê đúng không? Giống y như cái kẹt rê. Mình quay ngang lại tân tân. Ngang lại gì nè. Đó không sao. Để quay ra ngang xíu nữa. Có chừng đè bông. Không sao không sao. Bông trồng cũng mệt. Mấy cây mình cũng không sao. Trời lớn nhưng để review cho khán giả xem à. Đó. Thì mình muốn tái hiện lại một cái kẹt rê hồi xưa mà lúc mà chúng ta còn sử dụng bằng tre á, nên chứ mà mình dùng những cái như là gỗ bản á, thì lắp vô thì nó cũng thấy nó bình thường quá. Mà nhìn thấy cái như nó công nghiệp quá, nó không cổ như hồi xưa. Cho nên là mặc dù mình có kết hợp đinh với lại những cái bát vít á để cho nó chắc chắn hơn, thì cái này mình sẽ dùng để đồ và những cái vật dụng như là son nồi chén chậu này, rồi mấy cái ngăn này mình sẽ để như là mấy cái hũ gia vị hay là mình trang trí xưng rồng cái gì xiên đá hay là hình như hồi bữa mình có đi mua một mớ đồ đồ gì đồ bằng tre nữa, tre còn nữa còn cắt trong nhà bây giờ đâu ra. Lấy ra thử cho tao để thử. Đây mình review cận cho mọi người xem nha xíu nha. Tân đâu? Đấy, hay quá. Đây, đây là những cái như là rổ sảo này, rồi cái mẹt này. Mẹt này là để mai mốt là mấy anh em sẽ thi ẩm thực, mình đã mua 3 cái. Đây là 2 cái rế. Này, cái rế này đó, cái rế này mình có thể để cơm, để cái son cơm là son canh lên này. Đó, đây nè. Đây là một cái rổ đựng nữa. Đặc biệt hơn là cái rộng cá, cái rọ đựng cá này. Để mai dẫn anh Hải đi bắt cá luôn. Cho anh Hải biên chế cho anh Hải rồi luôn. Rồi mấy cái này mình để dưới đúng không? Dưới này. Đó. Cái này cũng để dưới luôn này. Cái này to để dưới luôn này. Đó, những đồ to để dưới. Đó luôn. Này bỏ lên đây. Rồi, cái này thì mình để đây. Rồi. Đẹp chưa? Đang đứng làm kiểu chụp tấm hình này. Đó, nghiêng xuống như này. Đẹp không em? Đây, đây. Chị, đẹp không? Đẹp không? Thank you.
Xin chào tất cả mọi người. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì sau khi mà ba thằng trai đi bắt ốc muốn xỉu, nắng chang chang luôn mà không có cái gì hết á. Được mấy con hả? Đây này. Đây. Tổng nguyên cái buổi chiều thì tụi mình được một dĩa ốc như thế này. Đó. Ngoài ra thì Huy còn có một dĩa rau muống xào tỏi kết hợp với lại rau lan. Anh biết sao ít gì vậy? Tại sao em? Dạ, cái tỏi anh đi mà anh không đủ em á. Vậy hả? Không đủ em với lại như em. Thì nó thì thấy hớ hận lắm á. Đây này. Thì tổng cái bữa ăn của mình là gồm ba món như thế này. Đấy, chúng ta có thể lấy một tấm ảnh. Rồi, đẹp chưa? Rồi. Thì hôm nay Huy sẽ làm cái món mà hồi chiều mình nói rồi, ốc nướng chao. Đây, ốc Huy sẽ bỏ tất cả vào trong chao luôn nha. Ốc này là mình đã luộc chín rồi, mình lễ ra. Rồi xong mình xiên lại với nhau. Đây, mình sẽ trộn đều lên. Tao để mấy củ khoai trên cái dừa đây nè, cho nó nóng sẵn luôn. Đây, đó, nhìn ngon không? Cho nó thấm thôi. Chứ đúng ra là mình cái chao này nè, mình chấm ăn cũng rất là ngon. Mà trước tiên để nướng cái này thì mình nướng xúc xích đồ đấy. Xúc xích luôn, mình nướng ăn kèm luôn. Tại vì nó hơi ít á. Xúc xích này. Rồi xong, tụi mình tranh thủ ướp một tay một chân nướng cho nhanh này. Cái này nó nhanh chín lắm. Đó đó đó. Đừng xích đây anh, ủa gì vậy? Không làm thì thấy không làm hả? Nhanh lên, trở nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Sao cháy rồi, sao cháy rồi. Trời ơi, cái mùi này nó làm mình nước miếng rồi. Này hơi xoay liên tục rồi. Gì mà nuốt cái gì em? Ực ực luôn á. Ôi ôi ôi, đũa nó. Là đầu tiên mà nướng nướng đồ ăn mà mình phải trở liên tục như vậy nè. Gì ra nha, mỗi người khu vực á. Mỗi người khu vực ấy, có ai nấy nướng nấy ăn luôn. Loạn xà ngầu luôn. Rồi cái chao này mình lấy mình chấm. Mình chấm cái này ăn. Cái này nó không có sao. Mọi người đừng nghĩ là dơ nha. Ốc nó chín rồi. Rồi, buổi chiều thì tụi mình cũng ăn cơm bình thường thôi, nhưng mà mình có ăn kèm theo những cái như là khoai lang rồi xúc xích á. Vui và tạo thêm cái bữa tiệc cho tất cả mọi người ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Video hôm bữa giờ thì Huy cũng cố gắng làm lắm, nhưng mà không biết cô chú anh chị bận công tác đi đâu mà không có ghé xem video, mình rất là buồn luôn. Nhưng mà không sao, mình vẫn cố gắng làm hàng ngày thôi. Mọi người nếu có thời gian thì cứ ghé video của Sấm Dược và xem, và nhớ like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ Huy để có thêm động lực để làm những video hay hơn nha. Và bây giờ Hùng vô luôn, tranh thủ nướng. Vô nướng. Vô nướng luôn. Không lát cháy là không có ai còn được, cái để ăn luôn. Nó ráo là buổi chiều hôm nay là đó, ba thằng rảnh ngựa xong bắt đầu đi nắng, gian nắng quá trời. Bây giờ mình cũng muốn nghẹt mũi luôn này. Rồi cuối cùng mới có được cái bữa ăn. Đáng lý là rủ thêm Di Di với lại Ngân đi nữa, nhưng mà nắng quá không có dám rủ. Để nhà ngủ được ra. Để nhà ngủ nghỉ chứ, nếu mà rủ đi chắc đi chữ. Ốc là phải rủ Ngân. Mà rủ Ngân đi qua ốc là lúc nào cũng có ốc ấy. To ốc nhỏ thì lụm hết. Lụm hết. Còn mấy anh thì đi lửa. Lửa bự. Ủa em có ra bắt bị bầu trước không mà sao hôm nay ra hết ốc rồi? Chưa ra bầu mà. Chưa ra bầu. Tức là cái con ốc á, cái con ốc nhỏ ở đây ở trên chỗ mình bắt á là nó sẽ trôi ra về đó, nó lớn lên mà Ngân bắt hết rồi không trôi được nữa. À đúng rồi. Cho miếng đũa ai đang nhìn đũa hả? Đầu đũa ai đũa không đôi ai khô là này đó đã không vàng vàng nghĩa là nó thấm vô không ta? Nó khô là nó thấm vô. Đói bụng nữa chưa? Xúc xích đây nữa, ăn là rút cây ra nha, đừng có nuốt cây mình nha. Để, mình để lên đây bữa tiệc nướng đúng là để xung quanh đó. Ốc bu nướng chao hả? Một cái món cũng hay hay cũng lạ lạ hả? Khang từ từ. Chưa thực đơn á.
À. Nói tiếp đi. Vô menu. Vô menu cái nha mọi người. Không thảm cho tụi mình. Ừ, có cái rau gì người ta thấy cuốn không? À, cái gì? Lá rau rừng đó. Ờ. Đúng rồi, hình như nó bị luôn. Bị rau rừng mà. Ừ. Cái này ngon á. Ý bài luôn. Lấy. Tân hả? Chắc, có cái gì bự trong tủ lạnh nữa thôi. Bự là chỗ này hơi khó đứt vậy nhỉ. Sao? Nó chụp cái hộp mắc kẹt hả? Đẩy lên. Cầm cái nho sau lưng hả? Cái nho sau. Đây đó. Nó chụp cái ngờ dưới cái hũng này. Nó ngờ bứng cái nho luôn à. Khả năng cây nho nó không tồn tại nữa. Tăng ngày là hết lớn luôn rồi. Hình như sau khi ăn cơm mình ăn bưởi cho nó tiêu đúng không chị? Ừ. Chua. Nên lý do nhiều người ta giảm cân rồi. Sau khi ăn cơm mình ăn bưởi vô là mình no. Lạ không? Lạ lùng không? Lạ lùng em thôi. Giống ăn buffet nướng vậy ta. Nằm dữ luôn rồi. Ê, đồ. Tự nhiên cái thời gian này nó bị đảo lộn hay sao mà ốc nhỏ quá. Không có ốc to nhiều lắm. Chứ lại nó sao? Bắt nhiều quá, bắt lớn nhiều không nhiều lớn không kịp. Nó học được tập tính là nó lên cốc cái này. Do mấy cái đợt dịch trước bắt nhiều quá. Vô đi mà thì có cho ngày nào ra cũng có hết nha. Kiểu là mấy bác nông dân á. Ở nhà đâu có gì. Chắc là đợt này là phân thuốc là chắc là không có mua nữa. Đỡ quá. Đâu có cần xịt che cho ốc hết đâu. Bắt mà tuổi hết. Bắt mà không kịp lớn. Đó, vì bà chính ơi. Ô, cháy rồi, cháy rồi. Nổ là nó chung. Ừ. Nó nổi là ngon á. Nó tép là bắt đầu. Tâm. Ồ, đã. Xếp thì mình nó đẹp. Ờ, chiều quên kêu hái bắp tay rồi chắc hái mấy cái bắp tay. Ừ. Còn rồi đó, ngay chỗ đây mình. Gì vậy? Thích tại vì trời ơi, mấy bạn nhỏ này đi đường. Hên cái là mình hái rau muống trước khi xịt. Mà đâu có xịt thuốc vô rau muống đâu. Không xịt đâu á, coi như không xịt ở trong. Xịt mấy cái cây mà bị bù gõ ăn à. Đâu có xịt đâu bắt được. Đang liên tục. Thôi ra đi trời. À. Chết rồi. Tiếc gì nữa mà. Để em cắt luôn. Cây cao đó ơi. Là mà mình làm gì ăn ngon quá hơn. Ừ, em thích chị hơn á. Hơn là đi bờ đi bụi ta. Bữa đó mình mua khoai với lại xúc xích theo. Đem theo tấm bạc. Mình còn hết rồi. Có thiếu cái gì hết á. Thích quá. Sao cái gì? Ngày bữa đi là lạc vui lắm. Vui, cho mình hỏi. Có người buồn. Ăn. Cần như thế. Sao buồn? Ô thơm. Này, ấy chào này. Ấy chào nó vẫn rất ngon. Cái này anh bữa nãy anh lấy chưa coi? Chưa đúng không? Để gấp đây này đó, để bên thử bên không. Bỏ mấy con cá lên hầm lại luôn cho nóng nè. Ừ, bỏ cá lên nướng nó ngon á. Lửa mình dư mà. Rồi, ghê. Okay. Làm cỡ này thơ lên lại ăn ngon là rau. Wow. Mùa rau thôi chứ, rau nó ngon nữa, giòn giòn nữa. Tự nhiên mùa rau. Tại dừa nó trồng. Mình đem ở trên đây mình đem ở đây lên luôn. Không, mình mua dưới đây rau Đà Lạt xong rồi nó mới lên đó mình ăn. Lên đó xong còn cái treo còn mà rứt. Mình đó lên đó. Mà thấy nhà bánh oxy từ dưới đây mình đem lên đó nó bự căng thành. Ăn đồ dẻo. Mình làm như đó mình hay làm ở chú gì gà nướng xào đó. À, sao hồi đó mình chưa làm lại mấy cái đó hả? Khi nào về đi Đà Lạt làm gà nướng đi anh em thèm về nướng. Gà nướng chao đồ. Gà nướng muối ớt, nướng chao. Gà nướng muối ớt. Thịt heo nướng chao đồ nướng mật nho. Ba chỉ mà cuộn xà lách thôi, ba chỉ mọi nướng mọi thôi, cuộn xà lách. Ăn ngồi chờ nướng vô sướng. Lạnh nướng. Lạnh nướng. Wow. Liền kia thải về không, đi liền. Mình đem chút lá me ấy. Ừ, nấu chua. Nấu chua. Cái khô nữa. Giờ là anh ăn canh chua lại. Thứ năm bắt mớ cá ba khô. Không, bữa đó bạn em rảnh thôi, rủ qua chơi cho anh Thải. Thêm một người cho anh Thải. Nhanh nhanh.
Nhưng mình đi với anh Hải cho anh Hải đỡ buồn. À, bây giờ anh Hải vui là anh Tân buồn. Thì phải rủ thêm người nữa cho anh Tân. Ai biểu vô tao chịu đi. Rồi bây giờ tụi mình cũng xong hết rồi. Bây giờ mình bới cơm ra, mỗi người một chén, rồi mình cùng nhau mình ăn luôn. Chiều giờ nói thật sự luôn, bây giờ cũng hơi trễ rồi, đói quá. Ê, đưa cái tô vào đây. Sao? Đưa tô vào đây bỏ rau. Ok. Bỏ rau qua hai bên. Tí cho nó. Rồi mình bỏ một ít rau xào qua bên kia nữa kìa. Chi qua hai bên ăn cho nó. Đấy. À đúng rồi, cái dĩa. Chi một nửa qua, mỗi người một nửa. Cá nữa nè. Còn xúc xích đúng không? Bây giờ anh thấy em xếp lên hết luôn. Cá dạ, các thứ xếp đúng hết rồi, lên. Nó nóng cháy. Không phải á. Cháy. Ai thích ăn cái gì thì ăn. Ăn rồi gấp hết vô trong chén ăn nha. Dĩa trên đây là rớt xuống á. Đó. Ồ, cái tiệc nướng gì. Ai mà chịu nữa. Bữa cơm hay là bữa tiệc đây. Bữa tiệc luôn à. Ăn không kịp là nó cháy đó, có thể đó. Cái này phải ăn cho nhanh. Mình nghĩ tóc đồ ăn nó con. Xếp ở ngoài thôi cũng được. Trong cái trong ô liu á thẳng. Trà sữa nó ăn nhiều lắm. Con ngò nằm cái bộ kìa. Vậy mình review thử coi. Để bên đây. À, nước chấm nữa. Hả? Chấm mắm mê. Dĩ cái dĩ cả. Mắm mê. Mắm mê đặc hả? Ồ, sệt sệt luôn. Sao? Thích bỏ con dĩ luôn hả? Sao? Để lên đây nha, nó nóng. Ơi, trà sữa đó quá, nó dành kìa. Được. Cách thông minh nhất. Rồi. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức những món ăn của cả em luôn nha. Lâu thì tụi mình lại làm những cái bữa nướng như thế này để bồi bổ sức khỏe sau những cái ngày vất vả, mà không biết vất vả gì đấy. Vừa rồi làm bộ phim ngắn mà thấy mọi người không ủng hộ lắm, thì hy vọng rằng là mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm thêm nhiều bộ nữa cho mọi người coi ủng hộ luôn. Tính ra mấy bộ phim như vậy làm nó cũng cực chứ, mất rất là nhiều thời gian, nhưng có điều là đó là cái đam mê sở thích rất là vui, nên mình thích. Tụi mình có thích thể cái gì chia sẻ và làm hết tất cả những gì mà mình thích. Bây giờ thôi, tụi mình cùng ăn đi, giờ nói nhiều cũng không hay. Xin mời mọi người luôn nhé. Mình sẽ ăn trước cái món ốc. Ốc nướng chào, mình sẽ chấm chào. Thử miếng rau nữa nè. Không muốn ngon lắm anh, chấm mắm mè ngon lắm. Em nè, cho em hai cái nè. Wow. Thêm cục xúc xích bự luôn nè. Đó. Được, cho anh rau. Rau muống rất là ngon. Dạ. Yeah. Muống với rau rang mà. Tưởng như rau muống rau rang mà. Nó giòn. Ốc nó thấm á. Rau rừng nữa. Đã. Rau rừng này. Wow. Ốc nó thấm cho ăn đậm đà ngon lắm. Quết cái đèn. Mình ăn cho hết luôn. Xong rồi review. Nghĩa là mình nên thưởng thức một cái. Mình sẽ chia sẻ chả mắm mì nha. Ngon. Chắc chắc. Không, chắc không ăn. Trái xoài ăn được không? Trái xoài. Theo cảm nhận của mình nha, cái món ốc này nướng chao đúng thật sự rất là hợp. Ốc nướng chao rất là hợp và rất là ngon. Không biết là nướng các kiểu khác nó như thế nào, nhưng mà theo cảm nhận mình ăn những món ốc nướng rất là nhiều rồi. Nướng tiêu xanh cũng có, nhưng mà mình cảm nhận là nướng chao thực sự rất ngon, không tanh, đậm đà. Là mình phải luộc cho nó chín hết đây, cho mình nướng. Ừ. Nó khô là nó thấm vô luôn chứ.
được mà nó còn hơi ấy chút là lúc mình nướng là nó cháy. Ừ. 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 Lá rau vừng này nữa. Cái chét chua chua. Ngon. Bắt cơm rồi. Cũng sẽ ăn kèm với lại cá chiên nè. Cá rô phi chiên giòn chấm mắm me. Cá rô phi cứ ngầm. Còn hết rồi, còn bị nữa. Cháy rồi. Cá rô phi mình còn trữ làm bị. Chắc là thứ năm là vừa hết. Thử lại đi, đi. Thứ năm bắt để dành đi kìa. Thứ năm bắt để dành. Không có xương. Không có xương. Né bụng ra là không có xương. Em nhai, nhai cho anh bóp. Ừ, bóp anh. Nhai nhuyễn à. Ừ. Bỏ vô lúc là thôi. Thấy tốt. Bóp. Đây thêm cái bóp này nữa. Qua, 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 qua. Cơm trâu chén ngay. Ê. Ơi, tưởng cho ăn vàng chờ ngủ luôn, chừng nào ra ăn vậy. Trong bạn nhỏ mà, bạn nhỏ có được bạn vàng điềm tĩnh. À, vàng thông minh. Còn chia sẻ. Ủa đâu có mưa đâu mà ốp chưa ta? Không có mưa nhưng mà có nước. Có nước là nó lên rồi. Nó bơi rồi. Ủa là đi cắm trại trước hả? Chị mới muốn ra. Đâu không được. Thôi không đảm đã. Thả cầm xuống rồi. Bây giờ bỏ mình bỏ hai cái phiếu. Không bỏ thì bỏ hai cái phiếu. Bóc thăm trước cái nào mình đi cái đó. Khỏi suy nghĩ. Đi cái nào cũng ngày ở hai ngày một đêm. Đi cắm trại mình sẽ ở lại qua đêm. Sáng sắp xếp đồ. Đà Lạt thì có thể là khoảng đầu giờ chiều mình bắt đầu xuất phát về. Tính làm gì tôi? Cái này nhà ăn cơm cà phê mà không? Làm nhà ăn cơm phê mà không? Cà phê cà phê cà phê. Đây múc nước cho ngồi. Hả? À, sau lưng em kìa. À, đi ra, nóng. Nóng hả? Thật luôn. Vô là lửa. Cho mượn xíu gió vào đó vô luôn. Thì chắc là Huy sẽ kết thúc video tại đây luôn cả nhà. Thì mai mốt là tụi mình sẽ sắp xếp đi trải nghiệm ở một số nơi, ví dụ như biển hay là đi Đà Lạt chơi gì đó, thì lúc đó thì Huy sẽ chia sẻ những cái video cho tất cả mọi người xem về những cái hình ảnh đẹp. Thì lâu lắm rồi, tại tụi mình cứ quay ở nhà hoài thì mình nghĩ là mọi người cũng chán, nên là mình sẽ trải nghiệm cái điều mới mẻ hơn, nó thú vị hơn để cho tất cả cô chú cùng xem. Và bây giờ thì Huy xin phép dừng video tại đây luôn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Chờ anh Hải về. Không, anh về rồi. Sắp rồi. Dạ. Còn cái kia chưa xong kìa. Phá đêm luôn ấy. Phá đêm luôn.